Đây ông mà làm kiểu này hao lắm không ạ? Này, ông bắt bóc kiểu này cà nó thế này thì cà còn đâu nữa là cà. Hôm nay chỉnh máy không chỉnh cái gì? Cà mình thối rồi bây giờ cà còn cà này ông hái lâu chưa? Rồi. Đây nó vỡ, đây ông này, nó vỡ hết hạt thế này, với hai nó chóc hết này thì nó hao chết rồi. Đấy. Hao lắm. Biết là hao rồi nhưng mà bây giờ cũng phải làm thôi. Bởi vì mình không, nhưng mà ông đừng có cái này, ông dập nó ra thôi có vẻ bẻ hay hơn không? Tươi thì mới được chứ bây giờ nó khô mình cố ép rồi chứ. Thế máy đâu? Máy này ông mượn à? Không, máy mình. Ông sạc ra thì có vẻ hay hơn nữa, nhưng cái này ông làm kiểu này thì hao lắm không ạ? Làm cả năm mới được vẻ mẻ cà mà ông làm cái này chết đấy. Thì rõ ràng, nhưng mà ý là nó phải nắng cơ. Nó phải nắng cơ. Biết rồi. Nắng biết gây mới được. Chứ sáng nay cháu nghe nói không khí lạnh tăng cường nó mạnh lắm đấy. Ông sạc ít thôi. Mới bảo là ngoái tao sấy rồi cháy đi là hao hàng bao nhiêu năm. Năm ngoái ông có sấy à? Năm nào tao sấy. Cháy không? Mày đi xem không thấy cháy à? Ôi giời. Cháu năm cháu sấy vào kia đẹp lắm, không có nào mẹ nào mà ấy đâu ông ạ. Cháu sấy một phát một là 16 17 độ thôi, không phải sấy lại đâu. Mình không biết căn. Ông rồi, ông bà không biết căn nhiệt. Ừ. Không biết căn nên là cả năm nay ạ. Dạ. Đúng không năm nay ạ? Năm nay cũng tầm tạm ông ạ. Nói chung là năm nay giữ được sản lượng năm ngoái là ngon rồi. Nhà cô mất. Nhà bà mất à? Mất. À. Ừ. Mà sao ông chặt tiêu đi nhiều thế? Chết à? Chặt đâu mà chặt. Chết. Không, cháu cái vườn tiêu ở ngoài kia thôi chứ ở đây cháu. Nó chết thì phải chặt chứ chứ. Không, mấy năm trước đẹp thế bây giờ lại tự tàn hết. Đấy, năm ngoái ông ăn nhiều quá không ạ? Thì nó năm ngoái ông sai, năm ngoái sai quá. Sao? Năm trước, năm đầu tiên đấy. Năm đầu tiên sai quá. Làm gì? Năm đầu tiên đéo bao nhiêu cả. Cháu thấy bện quả luôn mà. Được bên kia đấy chứ. Năm ngoái năm rồi ông được mấy được bao nhiêu tiêu, được 2 tấn không? Làm gì được? Không được à? Cái này ông sạc được 4 tạ không? 2 tạ. Bỏ sạc nhưng mà bây giờ trời này không sạc nữa. Thôi nói chung là đừng sạc nữa. Sạc nó nguy hiểm lắm bởi vì nó mưa cả vài ngày nó đen hết đó bạn. Nó mà mưa bà đem vào đây này. Để này. Đem vào đây nhưng mà như này không có ra, không có ra gì được, chứ còn để ngoài mà là dính trước mưa nó đã mưa rồi mà dính thêm lần nữa là hỏng hết. Đấy. Vâng. Nhưng mà mình có thể nó có thể khô một tí. Cái này là nó ép ra thế này là nó thành này là ấy à, là toàn là vỏ hết à. Ừ. Vỏ này bà hái chứ bà để chắc tuần hơn tuần rồi. Ui giời, 2-3 tuần rồi ấy. Ui giời, sao đợt trước nắng thì không phơi đá? Nắng lắm mà nắng. Ngày nào cũng mưa nắng đâu mà nắng. Ôi à. Cái này ông bà hái tỉa? Ừ. Ui giời, cái mẻ cà. Đây gọi là cà sạch đây. Đấy, cà sạch này. Cái này phơi lên xong rồi bán cho đại lý bán cho những cái thằng đang say. Mà đang say nó bảo đây cà phê sạch đây. Đấy. Mà. Ừ. Cà phê sạch đúng chất đấy nhỉ. Thế à? Vâng. Còn vỏ lụa đâu nữa. Cố ép ra để... Thôi. Năm nay ông còn được 2.000 cây cà không? Làm gì? Thì hôm năm ngoái cháu thấy hình như ông bà phá mất đám rồi không? Phá đám này hết rồi. Đã phá đám này là bao nhiêu cây? Hơn 600. Hơn 600. Thì ông bà chắc còn 1.500 nhỉ? Ừ. Chắc còn 1.500 đấy nhỉ? Tầm thế thôi. Vâng. 1.500 năm nay làm khoảng cỡ tầm 7 tấn là ngon rồi. Chắc không được đâu. Dạ? Năm nay được hơn 10 tấn. Không, chục tấn thì tính tươi thì được, nhưng mà ý là chục tấn ông tính tươi cũng là chục tấn, nhưng mà cả ông bà mới mà thì 1.5 mà không được 7 tấn á. Không thì chứng tỏ năm nay cái sản lượng thụt nhỉ. Ừ, kém không đạt đâu cho phải ơi, tụt đúng không, năm nay tụt mà cái giống của nhà mình không đạt. Giống của ông bà ngày xưa là tê cả vườn thôi. À cả vườn gì? À cả vườn. Ừ. Cả viện thì cái đất của ông bà không hợp đâu. Nó dinh dưỡng nó phải nhiều, không có nó tàn hết đâu. Cái cả viện đó. Cả viện mà trồng mà đất mà trắng không thua đâu. Cả viện đất trắng mới ngon ấy. Ngon đều ngon. Ông châu thu được vài năm thôi nó tàn hết không ạ? Thế. Vâng. Làm gì? Bởi vì nó đòi hỏi hữu cơ nhiều lắm, cái thằng cả viện ấy. Ừ. Chứ nó thật. Bỏ phân vào nhiều và tốt, cả ngày càng năm càng tốt. Thì nhưng mà bỏ phân nhiều cái đó thì chi phí với giá này thì có một lỗ à? Lỗ thì cái mẹ biết nó. Lỗ rồi. Ừ.
Thế bỏ bao nhiêu đợt phân? Cháu bỏ có 3 đợt. 3 đợt đấy. Cháu bỏ có 3 đợt chứ mấy. Yeah. Vâng. Cái đợt cuối này cháu định không bỏ, nhưng mà thấy cà nó trái nhiều quá thì buộc phải bỏ thôi. À, chứ tính là cà cháu bà thấy hái cháu còn xanh rì mà. Cà năm nay trồng vườn nào cháu còn xanh? Xanh, năm nay nó mưa nhiều sao? Mưa nhiều. Vâng, hái xong cà xanh rì. Đấy. Mà sao đi. Mà sao cà cháu xong năm nay chín sớm hơn của mọi người ấy. Quả cháu chín đều lắm. Vâng. Mày bỏ phân gì? Một cây vườn nó. Dạ. Bỏ phân gì nhỉ? Cháu thì cũng NBK thôi chứ có bỏ phân gì đâu, cũng mọi người bỏ thế nào cháu bỏ thế thôi chứ cháu có hơn gì được nữa. Thì đúng rồi, vườn của cháu là cái giống ngày xưa nó đồng bộ ông ạ. À. Thì nó chín đều hết. Trong đây bà con chưa ai chín, nhà cháu chín thế rồi. Vâng. Giống nhà cháu nó dễ hái. Một cặp hái ví dụ là nhiều trái nó hái cả tấn cơ. Tấn thôi ông ạ, ông tham quá. Năm ngoái nó hái tấn 2 nữa, vậy vừa đó của ta năm ngoái họ hái tấn 2. Tấn 2 luôn à? À, ghê thiệt. Nhưng mà tấn 2 thì có mà nó bẻ hết cành của ông à? Không bẻ. Bẻ không? Thai muốn được tấn 2 chứ mà nó hái chết thì ta. Không, tại nó đi sớm để mua. Thế này hào lắm ông ạ, ông hào rồi. Vẫn còn hào. Để thối. Tiếc lắm ông ạ, làm được mẻ cà thế này tiếc đứt luôn. Dạ dạ, không khéo để lại nó còn thối lắm. Nhưng mà ông hái về ông cố gắng ông dùng cái máy sạc kia kìa, ông sạc không ạ? Máy này sạc ngon chứ, máy này mà năm ta sạc không qua. Nhưng mà nó bay nhân nhiều, nó bay chóc lụa nhiều quá. Ép quá khô rồi, phải ép thôi. Làm gì anh ơi, không ép nó làm gì ra. Khô rồi, không phải cà tươi. À, chứng tỏ ông phải ép, ông phải ép về thì cái vỏ nó mới ra đúng không? Còn gì nữa, khô rồi gì nữa. À. Cái này nó đi nó lấy được khoảng cỡ tầm một nửa của cái vỏ đi không? Cái này mình bóc thế này mất được khoảng cỡ một nửa vỏ không? Hơn nửa vỏ rồi bây giờ. Cháu thấy còn nhiều vỏ, cháu thấy vỏ còn nhiều mà. Thế cái này ông để làm gì? Cái đất này ông để làm gì? Cái đất này ông bỏ cho tiêu à? Đánh đống để thế đó. Không, ông bà có sầu riêng không? Có thì có. Có sầu riêng ông bà cho này vào luôn, bỏ dưới gốc. Bỏ vào nó chả nóng lắm. Cho ít thôi. Một xe đùa này làm cho 2-3 cây. Bỏ luôn. Rồi bắt đầu lấy chỉ có 3 phun lên. Khỏi phải ủ chỉ cho nó nhọc người. Nhưng mà... ủ bây giờ tốn công ủ được thì tốt, nhưng mà như thế này ông bỏ chắc chắn nó còn khí hậu nó đang còn mát. Nó không có nắng đâu. Xong sợ là lấy nấm chứ còn mà tưới lên đó là ok luôn, cho nó mục luôn. Có sợ nóng. Không nóng đâu. Nóng. Bỏ ít thôi. Cái rễ của nó thối hết. Vâng. Khi nào vào mùa khô mới bỏ được, bây giờ có thời gian mà bỏ. Phải ủ à, lại ủ à? Đánh đống để chế thôi. À. Cái này thì không thể sấy được đâu, cái này nát rồi. Cái này ai mà sấy? Vâng. Cái này là không sấy được. Vâng. Thế cái đống kia là ông bà mới xay à? Mới hái à? 3-4 ngày thế thôi, liều đánh cả cụm luôn, sợ gì? Để xem là cà đẹp không nào? Mốc hết rồi. Giống này giống viện đấy. Giống này giống cả viện này. Đây, cả viện đi chứ đâu nữa, to quá mà. Trái như quả nho này. Cả viện cứ một thôi. Hả? Cả viện nó chưa mình chết. Thì rõ ràng khoa nhà các nhà khoa học nghiên cứu ra thì nó phải vượt trội chứ ông. Rồi. Nhưng mà cháu nói ông này, cái giống cà ngày xưa của cháu ấy là của Pháp nó nghiên cứu ông ạ. Thì nó vượt trội hơn, nhưng tuy rằng nó lâu rồi á thì nó vẫn vượt trội hơn, mình đây là viện của mình thôi. Thì đúng rồi, viện thì nói chung là trái bây giờ nó to. Thì bây giờ phân cho nó nhiều. Vâng. Nếu mà như ngày xưa được viện thì chết, nhưng bây giờ viện à. Cái xe huyền thoại. Cái xe huyền thoại của ông đây à? Cái xe huyền thoại của ông đây à? Cái xe đây này. Xe này chở được mấy tạ? 10 châu, bằng với lại tấn. Hả? Bằng với lại tấn. 1 tấn à? Cái xe bây giờ còn cái chơi cái đồ cổ này cơ à? Xe này không bằng đâu. Ồ.
Trên này cũng cần đấy đâu, cứ ra bê lên, bê thấp nó nhẹ nhàng lăn lên phát à. Buộc vào tao đi đéo, đéo theo sau. À. Nó chạy được khoảng cỡ tầm 10 km/h không? Được không? À, xe này xe đồ cổ, thế cái đầu kéo đâu rồi? Nhưng mà cái đầu kéo không đâu rồi? Cái đầu kéo đâu rồi? Không, ý là cái đầu kéo của cái xe đây đâu rồi? Tức là con trâu đâu rồi? Thả rồi à? À. À. Ông ở dưới này ông trồng chanh leo à? Dưới này ông trồng chanh leo à? Dưới này ông trồng chanh leo à? Được 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 thu chưa? Lâu nay ông có đánh không? Lâu nay ông có đánh bài không? Vẫn đánh kìa. Bà quản thế mà vẫn đánh được à? Hả? Không, ông ngoạn ngoạn thời gian đâu đánh. À. Con kê này ông có bán không, để cho cháu đi. Đây con kê này ông để lại cháu đi. Con này đẹp quá nhỉ. Con này có phải là gà Đông Tảo không? Sao chân nó to thế nhỉ? Được, con này to quá làm sao đạp máy được không bà? To quá nhỉ? Hôm nào bà có cặp nào không ăn ngon ngon để cho cháu cặp đi. Hả? Gà này ăn mới ngon đấy, gà này bà thả rông mà. Ăn không biết nào ấy.